trong những lần đốt tranh để bỏ những bức tranh không ưng ý. Họa sĩ Ngô Văn Sắc nhận ra sự biến đổi của vân gỗ, thớ gỗ đã mang lại những hiệu ứng bất ngờ mà có thể đó chính là những gì anh đang tìm kiếm. Và từ đó, tranh đốt gỗ của họa sĩ Ngô Văn Sắc hình thành. Dùng bút điện để khắc gỗ thì không mới, nhưng dùng ngọn lửa để biến hóa cùng thớ gỗ, vân gỗ, mắt gỗ để trở thành chủ thể sáng tác thì hoàn toàn mới. Tôi tự hỏi là tại sao mình lại không tạo thành một cái tác phẩm nghệ thuật từ cái việc là kết hợp cái lửa với cái gỗ tự nhiên và với cái màu kia. Thì sau khi mà tôi thử với rất nhiều loại gỗ thì tôi thấy là trong quá trình mình tiêu hủy một cái gì đó thì chính là mình đã tạo ra một cái sản phẩm mới, một câu chuyện mới của cái việc mình tiêu hủy nó. Thì phía sau cái việc mình phá hủy thì đó là mình tạo ra một cái cuộc sống mới cho tác phẩm đó. Càng làm việc nhiều trong thể loại sáng tác này, anh Sắc càng bị hấp dẫn bởi những mắt gỗ tự nhiên và vân gỗ của gỗ thông được nhập khẩu từ các nước vùng Scandinavia. Bởi bề mặt gỗ có độ sáng nhất định, vân và mắt gỗ đôi khi được lựa chọn kỹ càng để chính những thứ không hoàn hảo trong cốt vóc ở thể loại khác thì lại thành điểm hấp dẫn ở thể loại tranh này. Mình phải là người chủ động đi tìm những cái loại gỗ, cái màu gỗ, cái vân gỗ để mình ghép thì nó mới ra được cái nền để tôi vẽ một cái tác phẩm đốt gỗ. Nó khác với những cái chất liệu khác, ví dụ như là trên màu nước trên giấy hoặc là sơn dầu hoặc acrylic trên toan thì chúng ta có sẵn một cái miếng toan như vậy. Thì ở đây là cái sự thành công hoặc là cái sự thích thú của tác phẩm của mình nó đạt đến đâu là đôi khi là cái phần quyết định lại là cái phần chính là cái miếng gỗ đó. Sau khi gỗ được chọn phù hợp với nhu cầu sáng tác sẽ được mài nhẵn bề mặt và quá trình sáng tác cũng bắt đầu từ đây. Chính từ bước mài đã là một bước để họa sĩ nhìn xa hơn và hình dung về những đường nét của bức tranh. Với tôi thì kể cả những cái chất liệu khác tôi thử thì thường tôi kết hợp cái việc là giữa cái chủ định và cái ngẫu nhiên. Ví dụ như là trong sơn mài thì như chúng ta biết là cái thú vị của cái sơn mài Việt Nam đấy là chính là cái tính ngẫu nhiên khi mà người ta mài thì trong quá trình mài bỏ chính là cái việc đấy là việc vẽ chứ không phải là việc mài, tức là chúng ta mài bỏ cho nó phẳng, cho nó mỏng, cho nó bóng, cho nó mịn, mà mài chính là chúng ta đang vẽ.
hoặc là acrylic hoặc là sơn dầu thì có những cái nhát bút, hoặc lúc đổ đổ nền, đấy là những lúc người ta tận dụng hết những cái gọi là ngẫu hứng, cái ngẫu nhiên kết hợp những cái chủ động của tác giả. Thế thì trong cái đốt gỗ này cũng vậy, thì cái kết hợp giữa cái lửa với cái vân gỗ của cái tự nhiên đấy, đấy chính là cái phần trăm của cái tính ngẫu nhiên đem lại cho cái sự thú vị trong quá trình tôi sáng tác tranh. Anh Ngô Văn Sắc tốt nghiệp thủ khoa ngành hội họa tại Đại học Mỹ thuật Việt Nam. Nhưng khi khám phá ra một phương thức sáng tác mà ở đó anh có được cái bất ngờ, đối lập, sự đương đại và truyền thống, anh bắt đầu phối hợp đốt gỗ với những phương thức sáng tác khác trên cùng một bức tranh. Cái bột giấy đấy nó cũng có cái sức sống, cái sự sống gì đấy, nó tương đối gần với cái gỗ. Cái thứ hai là trong những cái nội dung và những cái hình ảnh mà được in lên báo ấy, thì nó có một cái gì đấy nó đan xen những cái câu chuyện thường nhật, câu chuyện đương đại, câu chuyện mà nó diễn ra hàng ngày xung quanh tôi, thì nó tạo một cái độ tương phản với cái màu nâu tự nhiên của đốt gỗ. Thì chính cái đấy là những cái câu chuyện mà tôi thấy là nó dễ để mình đưa đến cái người xem có những cái chia sẻ nhất định với những cái câu chuyện trong cái tiềm thức của mình. Với tôi thì bản thân các tấm gỗ, các mảnh gỗ và các thơ gỗ, nó chứa đựng trong đó chính những cái câu chuyện, cái cuộc đời của từng cây gỗ, từng vân gỗ khác nhau. Và từng cái vân gỗ đó thì nó có cái sự sống, có những cái câu chuyện buồn vui của chính cái mảnh gỗ đó. Gỗ và phác thảo đã đạt mức độ hài hòa, họa sĩ sẽ bắt đầu dùng ngọn lửa để vẽ. Cái thú vị khi ngọn lửa thành nét đậm hay nét nhạt, khoảng đệm của nét do vân gỗ hiện lên từ lửa cháy cũng không khác gì các thể loại sáng tác khác khi họa sĩ thử nghiệm và chấp nhận đến được cái đích cuối cùng hoàn toàn do ngọn lửa. Sau khi vẽ xong bằng ngọn lửa, tranh sẽ được mài bớt, nét đậm, nét nhạt lại một lần nữa hiện lên theo ý đồ của tác giả, hoặc cũng có thể không theo ý đồ của tác giả mà trở thành một sự đối xứng hay sự bất đối xứng. Ngẫu nhiên thì đương nhiên là có những lúc nó đưa cho mình cái kết quả rất là tốt, đúng, và có khi là rất là bất ngờ và đẹp hơn cả cái ý tưởng ban đầu của mình. Nhưng rất nhất nhiều cái lần mà tôi phải bỏ đi hoặc là phải mài bỏ hết để bắt đầu tác phẩm đó từ đầu, hoặc là vẽ sang tác phẩm khác. Quá trình làm việc với nó thì nó thú vị từ cái thời điểm khởi đầu cho đến lúc mình kết thúc tác phẩm, chứ không phải là cái việc là mình sau khi mình kết thúc cái tác phẩm đó thì nó mới đem lại cho mình cái sự hưng phấn thú vị gì. Mà ví dụ như là mình đi chọn gỗ, mình đi tìm những cái vân gỗ, mình chọn cái loại gỗ làm sao để nó hợp lý với những cái phác thảo chân dung của mình để nó hợp lý, thì đấy cũng là một cái công đoạn rất là thú vị. Cho đến khi mình mài nó, mình ghép nó, mình đốt nó, mình đánh bóng nó, từng cái công đoạn đấy nó có những cái thú vị riêng.